Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn vào kính viếng bác Nguyễn Phú Trọng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân do Ngài Laith Ribiwa, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh và Người có công, làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Democratic Republic of Algeria, led by Minister of Veteran Affairs Laith Ribiwa, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Cộng hòa Vanuatu chuẩn bị, Đoàn Liên bang Thụy Sĩ chuẩn bị, Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị.